không? À, cái này bạn có ghen không? Chú Linh, chú Linh ơi, cho con xí. Rồi xí xí con xí. Đâu có đi theo sếp đâu, chỉ là làm việc cho sếp đi thôi. Chào anh. À, đi đâu bạn muốn sách theo cây đàn guitar đấy hả? Đúng anh. Bạn tên là gì? Em tên Võ Thành Vĩnh, năm nay em 32 tuổi. Em là nhân viên kỹ thuật bảo hành Nokia. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Rất là nhỏ nhắn, rất là xinh xắn. Em tên gì? Dạ em tên là Hồng Ân. Dạ năm nay em 24 tuổi. Em là nhân viên văn phòng. Công việc chính của em là làm với tổng giám đốc công ty, giống trợ lý cho sếp vậy ạ. Bạn đẹp trai, sửa điện thoại, rất nhiều cô gái đến sửa, thậm chí cầm điện thoại xong bấm giả bộ bấm số mình để lấy số người khác nữa. Tại sao, lý do gì đến nay vẫn còn thế? Thứ nhất em hiền quá, với lại em cũng nhát gái. Nói gì, có mối tình nào chưa? Có mấy hai mối tình. Hai mối tình mà nói nhát gái. Tại sao bạn lại chơi đi đâu cũng xách theo guitar này? Bởi vì em có một mình, thành thử cái đàn đó là giải trí mà. Giải trí? Dạ. Bạn thử chơi một bài hát nào đó. Em sẽ trình bày cái bài hát Một Cõi Đi Về của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Rồi. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lăn quanh cho đời mỏi mờ, chân hai vai ta đôi vai nhợt nguyền. Lại lên sân khấu mà hát lại nó kỳ lắm. Cầm lên cái đàn nó thấy rộn ràng hơn nữa. Ê, tôi thí dụ tôi cầm cái đàn lên cho bạn coi nè. Cầm lên phải làm gì phải không? Không, em sao nói được. Ngoài sao nói được. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu lên khoai. Đấy, mình phải tạo không khí liền. Cầm cái đàn là phải nếu mà tính muốn mà cua cô nào là cầm đàn phải lên không khí vậy liền. Là cái này đó. Là con mới như là cầm cái đàn lấy le thôi. Trời ơi, khổ ghê. Tôi biết đó. Có nhiêu đó thôi đó. Ý quên cũng biết hơi nhiều. Nè, bây giờ để tôi hỏi bạn gái của tôi nè. Bạn gái tôi rất là xinh xắn rồi, nãy giờ chưa nói được câu nào nè. Dạ. Bây giờ chị vẫn lặp lại câu nói cũ của chị là chị không thể nào tin được em như vậy mà em không có bạn trai là chị vô lý vô cùng. Hiện tại thì em nghĩ là mình còn nhiều mục tiêu thì cái đó em nghĩ cứ từ từ. Cứ từ từ vậy bữa nay tới đây làm chi? Hồi Tết có về quê thì mẹ mở cho coi được một lần đó. Là lần đầu tiên em biết tới chương trình này. Hôm nay có mẹ em đi ủng hộ không? Dạ mẹ em bận việc nên là không có tham gia được, thì có em gái. Vậy hả, em gái dạ. Em đâu? Em gái em ngồi dưới đó. Đâu, đứng lên cho xem cái coi. Rồi xin hỏi bạn nha, ta bên đây mình chia là có em gái đi cổ vũ. Bạn có ai cổ vũ không? Có mẹ. Mẹ đi nữa. Trời ơi, vậy. Mẹ bằng đâu? Dạ đây ạ. À, dạ chào bác ạ. Lý do tại sao hôm nay bác đi cổ vũ cho con trai của mình? Cháu nó ở nhà đó thì cũng lâu rồi tìm bạn gái chưa có ra. Ra mẹ đi cổ vũ cho con và động viên con là nên đăng ký chương trình này. Dạ, cảm ơn bác rất nhiều. Tiêu chuẩn của bạn chọn một người bạn gái như thế nào? Thứ nhất phải đạo đức, lễ phép, hiền lành, dễ thương, biết nấu ăn. Chiều cao? Chiều cao thì từ 1m57 đến 1m67. Nếu mà bạn gái bạn đi hoài, suốt ngày cứ đi theo làm trợ lý tổng đốc hoài, không có thời gian chăm sóc bạn thì bạn nghĩ sao? Đôi khi mình cũng ghen chứ, đúng không? À, cái này... Bạn có ghen không? Chú Linh, chú Linh ơi, cho con xí. Chú Linh ơi. Rồi xí, con đâu có đi theo sếp đâu, chỉ là làm việc cho sếp đi thôi, đặt tới chỗ là sếp tự đi, có không có đi theo. Sếp, chăm sóc sếp nhiều quá, không có chăm sóc người yêu mình cũng tức chứ. Vì riêng em thì em thích cái mẫu người bạn trai của em như thế nào? Em chỉ mong muốn ở cái tâm người ta thôi, một chút nào đó rồi có đạo đức, rồi biết suy nghĩ, biết lo lắng cho gia đình, biết kính trên nhường dưới. À, cô ơi cô cho con hỏi cô một câu nữa nghe cô. Thì bây giờ theo cô là cô cảm nhận như thế nào về người bạn gái ngày hôm nay? Em cũng rất là dễ thương và tính tình cũng cô rất thích.
Có nghĩa là cô là thích rồi đó. Bây giờ hãy hai người gặp mặt coi sao, phải không? Dạ, cảm ơn cô. Cô rất là con cảm ơn rất nhiều. Rất là hồi hộp và chị xem giùm cho em. Dạ. À, mẹ bạn ấy thì thích rồi, mà bạn ấy có thích hay không? À, coi coi bạn này có đủ chuẩn của em. 1m57, 67. Em cao mét bao nhiêu? 1m67. 1m67 rồi, tao mang đôi giày 1 tấc nữa là 1m77 rồi, cao em luôn cái đầu rồi sao? Em đổi em giao lối. Hy vọng là hôm nay là hai mẹ con về sẽ thu hoạch được chiến lợi phẩm. Nói cái gì vậy? Cái gì chiến lợi phẩm? Thu hoạch chiến lợi phẩm. Thôi gì bởi mình vui cái gì. Chào con. Dạ con chào chú. Bây giờ con đưa ra điều kiện, chú thấy bên đây được hết á con ha. Ha. Cô bên kia kìa, cổ khó lắm. Chứ con thấy, chú thấy con dễ hơn cổ nhiều á. Khó là anh mong muốn tìm được cái người bạn trai tốt cho bạn gái bên này thôi. Rồi, chúng ta sẽ kéo màn lên. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút gặp nhau, trực tiếp trao đổi với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào em. Dạ em chào anh. Lần đầu tiên anh gặp em thì anh có món quà. Dạ em cảm ơn anh. Ngại quá, hôm nay tới em không có mang gì hết. Em ngồi đi. Dạ. Mang em tới là được rồi. Hôm qua cái chương trình này anh rất mong muốn là sẽ hẹn gặp em. Dạ em cảm ơn anh. Không biết ý em thế nào đấy. Em run quá, không biết nói gì hết. Ráng đi con. Ráng sao đi chú Linh? Ráng nó khác con, ráng nó khác chứ. Mỗi ngày em đi làm là khoảng mấy giờ em về? Dạ, công ty em làm từ 8 giờ tới 4 giờ rưỡi. Vậy là sau khoảng thời gian đó thì em rảnh. Dạ không, tại em cũng học liên thông nên đa số buổi tối em đi học. Cuối tuần thì chắc chắn em sẽ rảnh chứ đúng không? Dạ cũng còn tùy nữa anh. Tùy hả? Dạ. Nào có lúc nào rảnh chưa? Nãy giờ ý là kêu hỏi chị đại em thời gian đi với anh không? Kêu hỏi ta rảnh không thì ta kể. Nhanh lên còn có 10 giây nữa nè. Lẹ lên. Hết giờ. Trời ơi, cơ hội không có đến nhiều lần đâu thiệt á. Con sao vậy? Ủa cơ mình, em sao vậy? Mời hai bạn đặt tay ra sau thành ghế. Và chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Nếu đồng ý các bạn hãy nhấn nút. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 giờ 3 tiếng rồi. Hết giờ, đứng lên, xin mời. Ủa là sao vậy anh Linh? Hả? Gì em thấy nó lạ. Là sao ai biết là sao bây giờ? Em đếm có 1 à, nó nhấn lẹ vậy. Bị chạm. Bị chạm? Là sao? Bạn nói hết thật lòng đi. Bạn cảm nhận thế nào về người bạn đứng kế bên đây? Thật sự thì cô ấy rất dễ thương, thì thành thử em mới bấm thôi. Thật lòng đấy. Còn bạn nữ, anh thấy rằng chàng trai này cũng dễ thương chứ? Dạ, theo cảm nhận ban đầu mà muốn quen một người á là thích ngay ánh nhìn đầu tiên. Em nhìn anh, em chỉ thấy anh dễ thương thôi. Còn bình thường nếu mà chọn được người yêu thì... Đó là cảm nhận. Đó là cảm nhận. Không có giải thích được. Dạ. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và ít nhất là chúng ta cũng có thể trở thành những người bạn với nhau. Thì từ từ mấy người có bằng chỉ cho người không có bằng. Dễ mà, chuyện đó dễ còn gì nữa không con? Chị hai của em á, chị thích tìm tòi sáng tạo. Chị thích học, học cao hơn nữa. Anh có nhắm đuôi nổi không? Cái này chưa, bữa nay gặp rồi. Mời bạn nam. Rồi, mình giới thiệu về mình đi em. Rồi đi bạn. Dạ em chào chị Cát Thường, em chào anh Quỳnh Linh và chào cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Diễm, hôm nay em 27 tuổi, công tác tại ủy ban xã. Em ở từ Bình Dương tới. À, em làm trong ủy ban làm về gì em? Dạ em là công chức văn phòng thống kê em. Còn bạn? Thì em chào anh Quỳnh Linh với chị Cát Tường ạ. Em là Nguyễn Ngọc Hiếu, em nay 28 tuổi và đến từ Bình Định ạ. Hiện em đang làm quản lý cho một công ty chuyên về bên ghế sofa ở Bình Dương ạ. À
Ồ, không ở Bình Dương luôn hả? Dạ. Làm việc ở Bình Dương, quê ở Bình Định. Vậy là được rồi. Bạn mong muốn đi tìm một người yêu như thế nào? Em thì chỉ cần là người yêu của mình chung thủy, không có lừa dối, biết chăm lo cho gia đình, lỡ phép. Bao nhiêu đó anh? Nhiêu đó thôi đó hả? Dạ, đơn giản. Chiều cao thước tất, dáng dốc thế nào? Em thì em không có quan trọng vấn đề đó. Em chỉ muốn một người là kiểu như chăm lo cho gia đình thật sự thôi. Chứ còn dáng vóc gì đó thì mình chỉ cần mình về mình chăm sóc lại xíu là được. Trời ơi, không làm như cây kiểu như yêu cầu đơn giản quá. Bạn nữ thấy được không? Dạ được. Bạn nữ mình giới thiệu về mình chút xíu đi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, chứ duyên thì em cũng gặp nhiều duyên lắm rồi. Mình không có chữ nợ. Nhưng mà mình có đặt ra cái chuẩn mình muốn tìm một người chồng tương lai là người như thế nào? Thì người đó biết lo lắng cho con của mình là ba mẹ được. Vậy thôi. Đặc biệt là không hút thuốc. Em không chịu được cái mùi thuốc á. Bạn trai mình có hút thuốc không bạn? Dạ thì đôi lúc thì trong công việc áp lực thì lâu lâu em hút một điếu. Nhưng mà nếu như mà bạn nữ thì yêu cầu em bỏ thuốc thì em có thể bỏ được chị. Bỏ luôn đi ha. Dạ đúng rồi chị. Rồi mình có đặt ra cái mẫu hình lý tưởng như thế nào không em? Thì phải cao hơn em. Mà người tròn tròn xíu. Tròn bên đây cũng tròn lắm á. Tròn không Linh? Tròn. Tròn chữ y á. Còn điều gì nữa không? Mình cứ nói luôn để coi bạn trai đáp ứng được không? Phong cách thì ăn mặc lịch sự. Mà có một điều nói là sợ chú Quyền Linh hơi giận. Cái gì mà sợ chú Quyền Linh giận? Nói đi con. Nếu mặc đồ tay áo sơ mi á thì nên đóng thùng. Tại vì nếu mà còn trẻ mà mặc áo sơ mi mà không đóng thùng em nhìn thấy già lắm. Chú già là chú khỏi đóng quần con. Ủa bên đó đang bận cái đồ gì vậy? Áo sơ mi bỏ áo đóng quần. À, vậy được rồi. Mà chiều về bỏ mới bỏ. Ủa nãy giờ mình chưa nghe tình trường của bạn trai nha. Mình có kinh nghiệm gì trong tình yêu chưa bạn? Dạ em thì trải qua hai mối tình chị. Và tại vì gia đình đó là kiểu như chưa gặp em nhưng mà không chấp nhận em. Ủa kỳ vậy? Không nhận lý do gì? Tại vì bố mẹ cô ấy là biểu là bắt cô ấy lấy người gần, người quen á, ép buộc cô ấy quá nên là cô ấy nên chia tay với em. Một năm. Nếu như hai bạn đồng ý thì mình bao lâu mình tiến tới hôn nhân được bạn trai? Em thì có một năm hay một năm rưỡi cũng được chị. Ý em sao? Em cũng bao lâu cũng được. Rồi sao hai người này dễ vậy? Mình có tật xấu gì không? Mình kể cho bạn trai nghe luôn. Cách nói chuyện thôi à. Nói chuyện của em là theo như dân gian gọi là hơi cọc lóc. Chị cũng thấy vậy á. Nên mình biết khuyết điểm mình vậy thì mình không cố gắng nói cho nó dài dài chút xíu, đầu đuôi xíu. Dạ tại tính em ít nói. Em hỏi anh ý là anh làm ở chỗ nào của Bình Dương? Anh đang làm ở Bến Cát, khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước 3. Em cũng ở Bến Cát. Từ đó anh em cũng vẫn mười mấy cây. Để hai chồng mua rồi. Được rồi, để chị qua chị coi mặt giùm cho mà điều. Nhưng em có cái điểm nào tối kỵ không thích ở đàn ông không, ngoài cái chuyện hút thuốc? Phải có chính kiến riêng của mình để biết tự lập. Vậy ha. Rồi giờ ngoại hình là sao cũng được đúng không? Dạ. Không có tiêu chuẩn gì hết trơn đúng không? Dạ. Đừng lùn. Em chào chị. Được không? Rồi mình đi qua đây bả còn kèm theo đừng lùn. Cao nhiêu? Thằng cao 1m67. Cao 1m67. Trời ơi. Cái gì vậy nè, đưa cái tay coi. Sao để cái móng tay chi dài dữ vậy? Em để một ngón chị do trong công việc á nhiều lúc có vấn đề. Được gì quá. Dạ vậy. Công việc gì mà có vấn đề gì? Khiều hồ dán da đó. Phải không? Khiều gì? Có cái điều gì bạn không có thích ở người phụ nữ không? Cũng miễn là về biết quan tâm gia đình, dù nó không biết nấu ăn được, em thì biết nấu ăn. Biết nấu ăn, sẵn sàng phụ vợ đúng không? Dạ. Em thì chăm sóc cho bạn gái nhiệt tình. Em nói được là em làm được, còn những gì em không làm được thì em không nói. Đã nói là làm. Dạ. Vậy cũng được rồi. Mà em nhát lắm chị. Mẹ mà nói câu á, mày kiếm vợ sao mà kiếm hiền hiền xíu cho đỡ gì mà bị hiếp á. Ai hiếp ai? Thì em có vợ thì vợ anh hiếp em. Anh hiếp em hả? Chưa chắc à. Mặt mày dữ lắm mà nha. Không. Thì ai cũng nói là mày dữ á. Nhưng mà khi mày tiếp xúc với em được một thời gian anh. Thì người ai nói em sao mà hiền dữ à. Nhiều khi ta thấy dữ người ta cũng sợ á. Đúng rồi đó. Có em cười lên rất là hiền nè, cười rất là dễ thương. Người ta gặp ai cười trước em đâu nha. nhìn mặt cười coi đó. Cười hiền nè, người có nét lắm chứ bộ. Nhớ nha, không giấu cái ngón tay vô nha. Rồi đến xem đàn gái thế nào chứ em. Cái này là cái gì, nãy nói gì cho về cải thiện hiện là được ha. Trời ơi, chào em, dễ thương quá. Anh bên đây đúng là nhút nhát lắm, có thể là về em sẽ cầm chịch đấy, em sẽ là người giữ cửa đấy. Thích không thích chồng mình mà hơi nhút nhát hơn mình không? Không, em thích bạn trai em mà phải mạnh dạn. Mạnh dạn á? Anh định hơi nhút nhát á. Không sao, anh từ từ cũng quen. Vậy được rồi. Bây giờ mình xem ý kiến của người nhà như thế nào. Hôm nay bạn gái có đi với người thân không? Em đi với nhỏ em, gái út của em với lại hai chị đồng nghiệp và hai người bạn thân. Rồi, đâu em gái út của em đâu? Rồi, chào em. Dạ, con xin chào cô Cát Tường với chú Quyền Linh. Rồi, chào con. Chào con. Con thấy con? Anh bên kia như thế nào? Dạ cũng được. Cũng được rồi, sao thấy mặt con có vẻ không được vậy? Tại vì con nghe anh nói Bình Định con hơi lo. Lo sao con? Khó nói quá. Sao nói đại đi con, nói đại đi con.
Chị muốn một người có chính kiến riêng của mình, bản thân có thể quyết định được cuộc sống của mình, không có phải nghe bất cứ ai nói cái gì hết á. Anh có làm được điều đó không? Được, cái đó thì anh làm được. Những lời anh nói ra thì anh làm được, anh mới dám nói. Nhưng còn về gia đình anh thì bố mẹ anh thì rất thoải mái, nói là anh ưng ai thì cưới người đó, chứ không có ràng buộc. Ví dụ như anh có lập gia đình trong này thì vợ chồng sống trong này đúng không? Có con thì lâu lâu rồi dẫn nhiều đó, bình thường không sao hết. Vậy anh có ngại ở rể không? Em thì có 4 đứa con gái cho nên là có rể là được cưng lắm. Cái này thì cũng hơi khó mà. Ủa, thì sao mình vậy? Tại vì đó là em cũng làm ở trong này mà. Em làm thì ở gần đó. Ủa, ở rể đâu có sao đâu, anh hưởng cái chuyện đó đâu. Dạ thì ở đó thì em nói là không sao hết, bình không thường. Sao ở được không? Được. Ủa nãy em nói sao? Nhưng mà nhà 4 gái đừng có bắt nàng anh là được. Anh lo tưởng là không được chứ. Tới ra được con, được được nha con. Còn hỏi gì nó nữa đi, hỏi nữa, hỏi mai. Yên tâm chưa? Anh có thể lái xe du lịch được không? Không, cái đó thì anh chưa học. Nhưng mà sau này thì sao học? Cái đơn giản. Nhà em mai cũng có bằng lái xe du lịch hết đó. Thì từ từ mấy người có bằng chỉ cho người không có bằng. Dễ mà, chuyện nó dễ còn gì nữa không con? Chị hai của em á, chị thích tìm tòi sáng tạo, chị thích học, học cao hơn nữa. Anh có nhắm nuôi nổi không? Đâu, cái này chưa, bữa nay gặp rồi, gặp đối thủ rồi. Thì kiểu như là mình, anh làm ở đây, thì chị cũng vừa học vừa làm ở đây mà. Nên là nổi. Nổi, tiếp tục. Em chỉ hỏi giỡn thôi chứ chị hai em nhắm được thì chị hai em mới học. Thôi. Dễ thương quá. Đúng là dễ thương. Bữa nay gặp đối thủ hỏi rồi. Thôi, vậy hỏi xài xong rồi ha. Vậy là ổn chưa? Ổn chưa? Đỡ lo cho con. Con muốn nghe ý kiến của mấy chị làm chung cơ quan với chị nữa. Thôi nữa hả con? Dạ, chào mấy chị luôn. Em nữa. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Mới vừa nhìn thì cũng như anh Quyền Linh nói là nhìn bạn ấy gương mặt rất là dữ. Nhưng mà qua cái cách tiếp xúc á, thì bản thân em nhìn thấy là bạn trai cũng là được trai, nhìn cũng phong độ, có vẻ hiền chứ không dữ như cái vẻ mặt ở bên ngoài. Hai bạn hãy cho nhau một cơ hội và hãy bấm nút tìm hiểu nhau để thời gian sau mình có thể tiến tới tương lai dài hơn. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Bạn trai, bạn có ai đi vai không? Dạ, em của em như đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào em. Em xin chào chị Cát Tường và anh Nguyên Lên. Em là em họ của anh Hiếu. Anh của em rất là hiền, nhìn gương mặt bề ngoài như vậy thôi chứ bên trong rất là thật thà. Em thấy bạn gái bên này thì rất là dễ thương, cũng thật thà. Em nghĩ rằng hai bạn nên cho nhau một cơ hội để tiến tới tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ kéo màn cho hai bên gặp mặt với nhau. Nhớ nha, 4 chị em đều có 4 cái bằng lái xe đó nha. Rồi, chúng ta hãy nhìn thẳng vào nhau và nói chuyện bạn. Em thấy anh như thế nào? Có hợp với là mẫu người của em chọn hay không? Thì mới đầu em cũng hỏi em là thích mẫu người giống ai. Nó giống anh Tim thì nhìn thì cũng giống anh Tim rồi đó. Còn cái điều mà hút thuốc thì em phải yêu cầu anh bỏ. Cái này thì anh bỏ được. Này là anh hứa trước mặt mọi người với em á. Rồi. Rồi, bạn Nam cảm nhận thế nào về bạn gái? Thấy bạn ấy hiền và hợp với tính cách của em này, thẳng thắn. Anh em thích điều đó. Cái nhìn đầu tiên như thế nào? Dạ em thấy dễ thương ạ. Em thấy có cái gì nó thay đổi trong trạng thái trong con người của em không? Dạ có. Có. Phải thú nhận cô ấy đi. Cái này khó nói lắm anh ơi. Anh nghĩ sao mày nói vậy chứ sao có. Ví dụ 1.5 năm nữa có đủ khả năng hai người có thể kết hợp được ở riêng hay không? Rồi tính cho mình sinh con ra mình lo cho được hay không? Nãy các em gái bạn nữ nói thì ở rể có ở rể được hay không? Thì đối với em là bình thường. Được. Em làm quản lý lương của em ở trong này á thì cũng ổn định rồi. Trong thời gian mình làm đó thì có thể mình mua đất đai ở trong này. Em thì em chỉ cần anh có ý chí phấn đấu cho cái tương lai của mình. Chứ duyên em thì gặp nhiều rồi nhưng mà không có nợ, biết đâu em với anh là có nợ với nhau. Biết đâu được. Hết thời gian. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi bạn. Bây giờ là giây phút chúng ta quyết định. Bấm nút là cho đồng ý hẹn hò trước mắt gia đình, bạn bè, người thân và khán giả truyền hình. Suy nghĩ cho kỹ. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Lo cho em lắm á, thật á. Mạnh mẽ lên chút xíu nữa. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hùng gái. Sợ bạn nữ không cho. Bắt buộc phải không? Các bạn đã đồng ý, bấm nút các bạn đã đồng ý.
hả? Tim đập mạnh hơn. Đó, phải thể hiện. Nói như dòng do mà hút thì lẹo ha. Thôi chúc mừng. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox.